Hôm nay hướng dẫn các bạn sử dụng cái con này ha. Con này là Fujifilm Z300. Con này nắp trượt nha. Đó, nó trượt xéo vậy đó. Thì cái viên pin của nó nằm đây. Mình muốn lấy ra mình gạt cái chốt vàng này nè, rồi là viên pin nó sẽ trồi ra. Đó. Thẻ nhớ nằm đây, nhấn cái lấy ra. Gạt viên pin này nó chạy ra này nha. Thì khi mình không xài thì mình nhớ lấy viên pin ra, đừng để pin trong máy ha, để pin lâu ngày nó chai pin nó hư á. Rồi, trượt lắm vậy. Thì con này màn hình cảm ứng. Cái zoom in zoom out là ở đây nè, nút chụp là ở đây ha. Rồi bây giờ mình zoom vô. Đó, xong mình nhấn nhẹ ra để lấy nét. Đó, nhấn phải nó phải kêu cái tít đó nha các bạn. Đó nó phải lên cái khung vuông này nè, là lấy nét rồi đó, điểm nét rồi đó. Đó, xong rồi mình mới ấn cò xuống luôn, mình chụp luôn. Đó. Mình phải lúc mà ấn cò thì đừng có nhúng nhích nha, nhúng nhích nó mờ đó. Rồi. Mình vô đây chọn những cái chế độ chụp khác nhau ha. Thì trong này nó có nhiều chế độ chụp lắm nè. Auto đi. Rồi cái này là chụp macro nè, là chụp cái bông hoa đó, khi mà mình muốn chụp cái bông hoa hay con kiến gì đó thì nó cái này là macro. Rồi, mình chụp xong thì mình ốp nó ha. Còn cái biểu tượng này là đèn flash, mình muốn on hoàn toàn hay là muốn ốp hay là muốn auto thì cũng được, mình nhìn theo cái ký tự đó mình hiểu ha. Rồi chế độ này biểu tượng xem lại nè, ví dụ như mình muốn xem lại đây, nó hơi mờ không thấy đó đó, nó màu xanh xanh vậy đó. Mình muốn xem lại thì mình nhấn vô chỗ xem lại. Nhấn ảnh xuống. Đó, hình nút xem lại đây. Rồi, thí dụ như mình muốn xóa thì mình dịnh lên tấm hình, nó sẽ lòi ra cái thùng rác ha. Nhấn vô thùng rác này là xóa. Đó, mình muốn xóa thì mình nhấn chữ OK. Hiểu không? Đó, hết hình rồi. Rồi muốn chụp á, thì mình muốn quay về chưa chụp thì mình nhấn lại cái nút chụp hình, nó sẽ quay lại. Rồi mình chụp lại tấm nữa nè. Trên này máy thì nó có nhiều chế độ chụp khác nhau, thì mình dậu vô đó mình mò mò từ từ mình sẽ hiểu ha. Cái này là quay phim. Thí dụ mình chụp cái này đi. Trên này nó cho chỉnh một số chiếc chân khác nhau. Cây cuốc đã nhiều, lưng 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.